Và thưa quý vị, vừa rồi là phần biểu diễn của nữ ca sĩ Khánh Hà cùng với vũ đoàn Lạc Hồn. Xin mời quý vị hãy cho các em một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và một lần nữa, Vân Khương xin mời người đẹp của đêm nay, anh Hoàng Kiều. Mỗi lần xuất hiện là phải một bộ đồ khác vậy đó à. Vâng. Dạ. Xin giới thiệu quý vị, những cái này là Hoàng Kiều chọn. Và có cái người mà Hoàng Kiều design, đưa cái ý tưởng design thôi. Dạ. Và cái người may là Thái Nguyễn, tối nay cũng ngồi ở dưới đó. Thái Nguyễn đâu, em đứng dậy cái coi. Còn ở đây không? Rồi. Dạ, hồi nãy anh chọn màu đỏ, còn bây giờ anh chọn màu xanh, thì anh có cái ý nghĩa gì trong cái việc lựa chọn trang phục của mình hay không? Valentine màu đỏ, cái quạt màu đỏ, cái niềm vui màu đỏ. Bây giờ tối nay đi đường xưa lối cũ thì nó có nhiều cái buồn. Rồi đi thêm một cái buồn nữa là thôi chia ly từ đây. Thành thử vì vậy Hoàng Kiều xin đổi màu này. Rồi, nói về những cái này là những cái tế bào. Như quý vị thấy đây, cái khăn tôi mặc, cái áo tôi mặc đều là những cái vải của chúng tôi. Chúng tôi có 10.000 cái mẫu. Đừng có nói tới Dolce & Gabbana đi và Gucci và Hermes, không có, chỉ có Hoàng Kiều có. Nhưng mà tôi báo trước cho quý vị, bây giờ quý vị không quý trọng đâu. Đợi tới 3 năm nữa hay 5 năm nữa khi Hoàng Kiều nổi tiếng rồi đó, chừng đó quý vị tìm không có mà mặc đâu. Rồi xin quảng cáo luôn. Bởi vì người ta nói ô, chứ ông này ông chơi kỳ lạ, cái gì ông cũng quảng cáo, dùng cái người này dùng cái người kia để có cái dịp quảng cáo với quý vị. Tối nay tôi chỉ quảng cáo cái này thôi. Và trước khi đi vào cái phần buồn, Vân Khương sẽ phỏng vấn tôi, thì tôi cũng xin thú thiệt với quý vị, cái chương trình hôm nay sở dĩ thành công như vậy, những cái chương trình gì tôi làm cũng như cuộc tình gian dở của chúng tôi, nó thay đổi liên hồi, nó coi như là nó vùn vụt bay qua bay lại, khổ sở lắm. Chương trình này chúng tôi chỉ set up chỉ 3 tuần. Tôi nói với em thi tôi, và tôi rất vui mừng và được cộng tác có một số người rất đắc lực, chẳng hạn như Việt Anh, chẳng hạn như em thi tôi, chẳng hạn như những người như tôi. Và khổ sở, xin quý vị cho một tràng pháo tay trước đi rồi tôi nói tiếp. Khổ sở có cái, tôi là cái người thích chi tiết nhất. Và tôi nói thi rồi em thi, em đừng có cho các ca sĩ tối nay không được hát nhá. Hát nháp, nhép nhép, anh không muốn. Em phải chơi sống, hát sống. Quý vị có thấy cái điều đó không? Thành thử phải cho một tràng pháo tay cho cái chuyện đó. Nhiều nữa lên. Đó là cái điểm thứ nhất, đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, chúng tôi soạn toàn là những cái bản nhạc tình vui thôi, vui nhộn thôi, để đi tới một cái cuộc tình rất đẹp. Nhưng than ơi, phải thay đổi vào giờ chót. Thành thử bởi vì mới có cái bàn đường xưa lối cũ, thì em muốn hỏi cái câu gì em nói đi. Vâng, và thưa quý vị, khi mà Vân Khương đặc biệt mời anh Hoàng Kiều lên đây là vì có một lời bài hát Người em sang ngang khi nắng xuân chưa tàn. Có lẽ đây là một lời bài hát rất nổi tiếng trong nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và được biết là hôm nay Người em sang ngang khi nắng xuân chưa tàn đang có mặt ở tại đây, tại đêm nhạc Tạ Tình ngày hôm nay. Vậy thì Vân Khương muốn đặc biệt hỏi anh Hoàng Kiều để chia sẻ thêm về nhân vật rất là đặc biệt trong bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ này. Vâng, đúng. Khi ba tôi, nếu xin quý vị, nếu tôi có chảy nước mắt là đó là tôi chỉ đóng thôi nghe. Bởi vì tôi, những người yêu của tôi toàn là minh tinh mà bạc hết, thành thử tôi cũng phải học đóng. Tôi thú thật với quý vị là gia đình chúng tôi rất nghèo, có 4 anh em, thì phải đi với sống với những bà cô, ông chú hoặc ông cậu trong gia đình. Vì vậy khi mà chú Hoàng Thi Thơ, tức như ba tôi đó, đi về vào năm 1953, bà nội tôi với mẹ tôi vì ngất nghèo không có thể nào mà nuôi nổi được 4 đứa con. Vì vậy bà nội mới tôi mới nói chú tôi: Thơ ơi, thôi con đem Kiều, cháu Kiều vô Sài Gòn nuôi. Thì cái ngày ra đi, tôi nói quý vị buồn thảm, bà nội tôi khóc rất nhiều. Bởi vì
bà nội tôi quá nghèo. Cũng như khi chúng tôi ra đi, tôi chỉ mặc một cái áo sơ mi và một cái quần bà ba đi chân đất. Rồi tôi vào đến Huế, rồi sau đó tôi đến Sài Gòn. Thì năm 1954, chú tôi làm bài Đường Xưa Lối Cũ sau khi bà nội tôi đã mất. Tưởng rằng khi đi về thì có bà mẹ già đứng lom khom chờ đợi con về. Tưởng rằng thấy người em vẫn còn ở đó, nhưng tiếc thay người em đã sang ngang đi lấy chồng. Và hôm nay tôi cũng được cái hân hạnh được giới thiệu cái người em đó, mà trong cái bản nhạc của ba tôi đã để lại, đó là cô tôi, cô Hoàng Thị Cần, từ Washington DC Tây về. Cô đứng lên để cho người ta. Cô có đứng lên được không? Cô ngồi. Thôi cô ngồi đi. Xin quý vị giúp tôi cho thêm tràng pháo tay thật lớn, thật kêu đi. Cô tôi năm nay đã 90 tuổi rồi. Và tôi nói cho quý vị biết, trong cái gia đình của tôi đó, ông nội tôi ông có tới ba vợ. Ba vợ, nhớ nha. Và ông sinh tới 24 người con. À, đương nhiên chúng phải Thu Hoàng Kiều. Em định nói và là di truyền. À, di truyền, đúng rồi, di truyền. Nếu em nói di truyền thì đúng. Thấy rồi, vợ di truyền. Cũng di truyền. Đúng rồi, có ba bà vợ. Trong đó bà vợ có hai chị em. Hả? Bà em đi ra nuôi bà chị đẻ, thì ông quất luôn. Là ông nội tôi. Nhưng mà ông nội tôi cũng ghê lắm. Ông ngồi một chỗ thôi, hai cặp mắt đã mù lòa rồi. 60 tuổi, ông vẫn cho ra đời cái người chú tôi đó, hiện tại bây giờ đứng ở Việt Nam, là người chú tôi, là Hoàng Hữu Hạch đó, ở tại Việt Nam. Và bà cô tôi thì cũng độ khoảng 58, 57 gì đó thôi. Nhưng mà con hơn cha, con hơn ông là nhà có phúc. Tại sao? Ba Hoàng Thi Thơ tôi đẻ thằng Thi nè, đẻ bế nè, có ngồi ở đây hết. Bé Thoa, đẻ thằng Thanh, đẻ thằng Thư, rồi tới thằng Thanh. Thằng Thanh thì về, nó sống với cổ truyền, nó về với cái quạt Việt Nam, ở Việt Nam đó. Đó, thì những cái tôi muốn nói như vậy để quý vị thấy tại sao con hơn cha là nhà có phúc. Hoàng Kiều ngon lắm à. 63 là đẻ thằng Hoàng Hoa Kỳ, cho ra đời thằng Hoàng Hoa Kỳ. 69 là Hoàng Kiều cho ra đời thằng Hoàng Việt Mỹ. Và trong cái cuộc tình này, tôi cũng đã nói trước, tôi nói có thể tới 3-5 năm nữa thì thêm hai đứa nữa, thì Hoàng Kiều coi cũng còn gần lắm. Rồi, thôi không nói chuyện đó nữa. Bây giờ trở về cô tôi, thì tôi muốn nói cho quý vị biết, đó, bà về ngày hôm nay được 90 tuổi là cũng nhờ những cái gì tôi nói, tôi cũng quảng cáo luôn. Thì cái chương trình nó đồ sộ quá, cái chương trình nó hoành tráng quá, thành thử mình xin chúc luôn là nhờ thuốc, nhờ rượu mà bà ta sống với 90 tuổi ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng cho quý vị biết cái gia đình chủ hòa chúng tôi. Bà cô tôi quá chồng từ lúc 40 tuổi, ở vậy thời chồng nuôi con. Phu tử tòng tử, xuất giá phòng phu. Và có cái liêm sĩ, có cái từ trọng. Và gia đình chúng tôi đói cho sạch, rách cho thơm. Đó là chúng tôi xin quý vị biết cái điều đó. Và hôm nay chúng tôi cũng xin được trao tặng cho bà cô tôi cái chức gọi là cái vua bang hồi xưa đó. Tôi không bỏ là tôi không vua, nhưng mà trong tương lai tôi muốn tặng bà cô tôi tiết hạnh khả phong. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn, thật kêu cho bà cô tôi. Nói như vậy thì Vân Khương thấy là có cái điểm tương đồng giữa nam, người nam họ Hoàng cũng như là người nữ họ Hoàng. Vân Khương biết là có một cái câu thơ rất là nổi tiếng nói về người nam và người nữ họ Hoàng. Anh có thể chia sẻ được không? Rồi, ai biểu em có cái câu thơ đó. Và chúng tôi rất vui và rất mừng chia sẻ với quý vị Vân Phiên được biết cái đó, là bởi vì trai họ Hoàng không màng chi vợ, gái họ Hoàng không màng chi chồng. Biết chữ màng chi không? Là không cần. Hiểu chưa? Rồi,
Thành thật cảm ơn quý vị. Tiếp tục. Ở đây có bao nhiêu họ Hoàng quý vị ạ? Chào mừng vỗ tay. Nè, đừng có nhận bậy giống như cái bà kia ở bên Hồ Hoàng mà đeo mặt nạ đồ này kia này nọ mà làm thanh danh cái Hồ Hoàng hoang hú nghe chưa?